Mở đầu chuyên mục an toàn giao thông kỳ này, mời quý vị theo dõi phần tin an toàn giao thông. Thưa quý vị, sau hơn một tháng thực hiện chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện gần 30.000 trường hợp tài xế mô tô ô tô vi phạm. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 29.150 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, 330 trường hợp lái xe dương tính với ma túy, phạt tiền hơn 100 tỷ đồng tước 18.198 giấy phép lái xe, tạm giữ 29.480 phương tiện. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong một tháng ra quân, từ ngày 15 tháng 3 đến 14 tháng 4, lực lượng Cảnh sát Giao thông trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 90 lượt tuần tra, kiểm soát, dừng 2.800 phương tiện, phát hiện xử lý 215 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với số tiền xử phạt gần 1,44 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông đã tạm giữ 215 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 163 trường hợp. Riêng về người điều khiển phương tiện trong người có chất ma túy, cảnh sát giao thông phát hiện hai trường hợp xử phạt gần 17 triệu đồng, tạm giữ hai phương tiện. Kế hoạch này sẽ được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Mục đích của kế hoạch nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thưa quý vị, người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng sử dụng điện thoại, Internet, gọi đến báo vi phạm giao thông và lừa người ca làm theo hướng dẫn để chiếm đoạt tiền. Đây là phương thức lừa đảo mới xuất hiện tại một số địa phương trong thời gian vừa qua. Theo các cơ quan chức năng, thủ đoạn của các đối tượng này là sử dụng mạng viễn thông, điện thoại, giả danh là cơ quan công an, cảnh sát giao thông, cơ quan bưu điện để gọi điện đến số điện thoại của người dân, thông báo về biên lai xử phạt nguội giao thông. Sau đó, các đối tượng này yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của chúng với vỏ bọc xác minh, điều tra, xử lý phạt nguội. Trước thủ đoạn như trên, cơ quan công an lưu ý người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm này không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực giao dịch OTP, địa chỉ email cho bất kỳ ai và với bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, với các lỗi phạt nguội, cơ quan chức năng sẽ có thông báo và có giấy hẹn làm việc với người vi phạm tại trụ sở công an. Thưa quý vị, dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày. Dự đoán lượng du khách đổ về Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tăng cao. Thời điểm này, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã lên kế hoạch tăng chuyến để phục vụ nhu cầu. Từ đầu tháng 4, bến xe đã làm việc với các doanh nghiệp vận tải, chuẩn bị kế hoạch tăng cường phương tiện, đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại. Bến xe cũng yêu cầu các nhà xe ký cam kết phục vụ với chất lượng tốt, bán vé theo đúng giá niêm yết. Hiện nay các đơn vị vận tải đều đã hoàn thành kế hoạch tăng chuyến, nâng cao chất lượng phục vụ trong dịp lễ. Theo đó, tuyến thành phố Hồ Chí Minh sẽ có khoảng 1.220 chuyến và gần 13.700 vé. Tuyến các tỉnh miền Đông không tính thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp đăng ký 152 chuyến với gần 4.000 vé. Tuyến miền Tây có 250 chuyến với trên 9.300 vé. Tuyến miền Trung và Tây Nguyên có 175 chuyến với khoảng 6.560 vé. Tuyến miền Bắc có 33 chuyến với 1.380 vé. Công ty dịch vụ bến xe cũng đã ký kết những các doanh nghiệp vận tải để đem đầu xe vào tăng cường phục vụ hành khách, tăng cường các cái tuyến liên kề, chẳng hạn như miền Đông, miền Tây để phục vụ khi mà có hành khách mà coi như là đột biến tăng giá vé thì coi như là chúng tôi đã niêm yết của từng doanh nghiệp lên cái bảng để cho nhân dân người ta đi lại người ta sẽ theo cái bảng giá đó người ta mua vé người ta đi. Được biết trong dịp này, một số hãng xe lớn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh như Hoa Mai, tuyến Vũng Tàu thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chỉ hoạt động 50% công suất. Dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Hoa Mai sẽ tăng cường các chuyến và phương tiện hoạt động hết công suất. Tương tự, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Anh Quốc hiện có hơn 16 đầu xe limousine đăng ký dịch vụ theo hình thức hợp đồng đưa đón khách đi thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Tân Sơn Nhất. Trong dịp lễ 30 tháng 4, công ty sẽ huy động tối đa phương tiện phục vụ khách từ 3 giờ sáng đến 21 giờ và giá vé không tăng. Nhà xe cũng nhắc nhở tài xế thực hiện tốt công tác phòng dịch COVID-19 nói chung là phải nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang vô khách ít thì khoảng cách mình đưa cách xa ra 2 mét ví dụ vậy về vận tải đường thủy cán vụ đường thủy nội địa tỉnh cho biết hiện nay có khoảng 17 tàu phà tại tà các bến cảng phục vụ hành khách các đơn vị vận tải đường biển tại các tuyến như tàu cao tốc Vũng Tàu Sài Gòn và biển Vũng Tàu Cần Giờ tàu cao tốc Vũng Tàu Côn Đảo cũng đã có kế hoạch tăng cường phục vụ lễ 30 tháng 4 đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách để bảo đảm phục vụ người dân đi lại an toàn, chu đáo, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu các đơn vị tham gia kinh doanh vận tải, khai thác bến xe và các đơn vị liên quan, bố trí đầy đủ phương tiện tham gia vận chuyển hành khách, bảo đảm chất lượng. Doanh nghiệp vận tải phối hợp với các bến xe, bến tàu lập phương án giải tỏa hành khách, không để xảy ra tình trạng dùng khách tại bến xe, bến tàu. Đồng thời, nghiêm cấm các hành vi, chở quá số người, ép giá hành khách, đón trả khách không đúng quy định. Phương tiện kinh doanh vận tải còn phải tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh, không vận chuyển người nhập cảnh trái phép. Các bến xe, bến tàu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và thực hiện tốt phòng chống dịch COVID-19. Trước đó thực hiện kế hoạch của cục cảnh sát giao thông Bộ Công an, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quân dịp cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh huy động tối đa lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, hạn chế các vụ ủng tắc giao thông. Trên đường bộ, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra tại những cung đường có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, những khung giờ thường xảy ra tai nạn giao thông, chú trọng vào các chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra ma túy đối với người điều khiển phương tiện, chở quá tải và đua xe trái phép. Trong cái dịp cao điểm này thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông thường là nguyên nhân chính mà gây ra tai nạn giao thông. Đồng thời thì đấu tranh có hiệu quả ngăn chặn các hành vi tụ tập chống đối và đua xe trái phép. Phòng chống các loại tội phạm xảy ra trên các tuyến đường giao thông đường bộ và đường thủy. Đối với đường thủy, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra trên các tuyến giao thông thủy trọng điểm, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải khách ngang sông. Lực lượng chức năng cũng kiên quyết đình chỉ các bến, phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, đặc biệt là không thực hiện đúng quy định về cứu sinh, cứu đắm. Thưa quý vị, thời gian qua tình trạng tài xế cố tình không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông có chiều hướng gia tăng. Mức phạt tài xế không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông được quy định cụ thể tại Nghị định 100/2019 của Chính phủ. Theo đó tài xế sẽ bị tước giấy phép lái xe nếu gây tai nạn giao thông. Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với trường hợp không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Người điều khiển xe còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Nếu thực hiện hành vi trên gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với trường hợp không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Người điều khiển xe còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Nếu thực hiện hành vi trên mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với trường hợp không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Người điều khiển xe còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển máy kéo. Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 1 tháng đến 3 tháng. Nếu thực hiện hành vi trên mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển máy kéo chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 2 tháng đến 4 tháng. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo đối với hành khách di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng và người điều khiển phương tiện giao thông này. Hành khách đi trên phương tiện giao thông công cộng cần thực hiện tốt các biện pháp như sau hạn chế sử dụng khi có một trong các biểu hiện sốt ho đau họng khó thở sử dụng khẩu trang đúng cách che kính miệng mũi bằng khăn giấy khăn vải hoặc khuỷu tay khi ho hắt hơi và bỏ giấy vào thùng rác sau khi sử dụng thường xuyên vệ sinh tay đúng cách hạn chế ăn uống nói chuyện ở trên phương tiện giao thông khi kết thúc chuyến đi nếu có xuất hiện một trong các biểu hiện sốt ho đau họng khó thở liên hệ ngay đường dây nóng của Bộ Y tế để được tư vấn. Đối với người điều khiển phương tiện giao thông, Bộ Y tế cũng đưa ra khuyến cáo trước, trong và sau khi kết thúc ca làm việc. Phải thường xuyên khử khuẩn, vệ sinh phương tiện bằng chất tẩy rửa thông thường như xà phòng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% clo hoạt tính hoặc có chứa ít nhất 60% cồn. Chương trình an toàn giao thông kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau